Một tu sĩ khổ hạnh Việt Nam đoàn kết cả dân tộc, Thích Minh Tuệ. Đó là những tiêu đề bài viết của những người nước ngoài về nhà sư Minh Tuệ. Một người đàn ông đến từ miền Trung Việt Nam đã đi bộ khắp đất nước từ năm 2017 như một hình thức hành hương cá nhân. Ông trước đây là một tu sĩ tại một ngôi chùa, nơi ông lấy pháp hiệu là Minh Tuệ. Minh có nghĩa là sáng, còn Tuệ có nghĩa là thông minh. Cả tên có nghĩa là con đường soi sáng. Ông cho biết thêm khi rời chùa, ông vẫn giữ nguyên Phật hiệu. Ông cũng tự nhận rằng ông không phải là một tu sĩ Phật giáo và cũng không liên kết với bất kỳ chùa hay tổ chức nào trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong vài năm qua, ông đã nghiên cứu lời Phật của Đức Phật và học các phương pháp tu khổ hạnh, bao gồm việc buông bỏ những tiện nghi và chấp nhận những khó khăn, chẳng hạn như việc ăn ít và mặc quần áo đơn giản để đạt được giác ngộ. Để thực hành khổ hạnh, ông đã đi bộ khắp Việt Nam từ năm 2017. Hành trình của tôi là một cuộc đi bộ suốt đời. Tôi không có ý định truyền bá bất kỳ thông điệp nào, vì mọi điều trong đạo Phật đều đã được Đức Phật dạy. Tôi chỉ muốn thực hành theo lời dạy của Đức Phật để hoàn thiện bản thân mình. Khi bước đi, tôi cầu nguyện để mọi người luôn được hạnh phúc bên gia đình mình. Ông nói, trước đây ông từng nghi ngờ lời dạy của Đức Phật, nhưng ông cho biết bây giờ ông đã trưởng thành hơn nên muốn làm theo lời Phật dạy của Đức Phật để xem liệu chúng có thể mang lại hạnh phúc lớn hơn hay không. Ông cho biết ông đã suy nghĩ rất lâu trước khi xin phép cha mẹ để rời nhà và đi theo con đường của mình. Trên hành trình của mình, ông thường xuyên nhặt những mảnh vải vụn bên đường hoặc trong thùng rác để khâu chúng lại với nhau thành quần áo. Ông ấy chỉ ăn một bữa một ngày, tắm sông suối, nghỉ ngơi bên vệ đường và đi vệ sinh ở các trạm xăng. Ông nói, đối với tôi, hành trình đi bộ không hề khó khăn. Khi đang di chuyển, nếu tâm hồn tôi bình yên và vui vẻ, thì không có trở ngại nào cản đường tôi. Khi ông tiếp tục bước đi, nhiều người đã ăn mặc như các nhà sư và đi theo ông. Tuy ông Minh Tuệ cho biết họ không phải là đệ tử của ông, nhưng ông cũng chào đón bất cứ ai muốn tham gia chuyến đi. Ông chỉ yêu cầu họ phải được gia đình chấp thuận, đó là truyền thống của những người xuất gia. Ông ấy cũng khuyến khích họ về nhà bất cứ khi nào họ cảm thấy đã hoàn thành cuộc hành trình của mình. Gần đây, ông thỉnh thoảng thấy xung quanh có nhiều người xin chụp ảnh, quay video của mình. Nhưng ông ấy nói tốt hơn là chỉ cần đi bên cạnh ông ấy. Ông ấy đã lên tiếng không đồng tình với những người tạo ra cảnh tượng xung quanh ông. Dù đã 6 năm không liên lạc với gia đình, không sử dụng điện thoại hay mạng xã hội, ông cho biết ông sẽ luôn biết ơn bố mẹ. Ông ấy nói rằng ông ấy chưa bao giờ tự gọi mình là một nhà sư và ông ấy chưa cảm thấy mình xứng đáng với danh hiệu đó. Đó là một số thông tin mà các bài viết trên mạng này đã chia sẻ về nhà sư Minh Tuệ. Có một người nước ngoài đã lên mạng quốc tế và hỏi về ông Minh Tuệ như sau. Ở đây, có ai nghe đến Thích Minh Tuệ không? Gần đây, tôi thấy rất nhiều bài đăng trên Facebook về Thích Minh Tuệ, một tu sĩ Việt Nam tập học nổi tiếng và đã tuân theo 13 khổ hạnh. Ông ấy được mọi người cảm phục vì chiếc áo choàng chắp vá, đôi chân chài sạn và việc lang thang vô gia cư. Tuy nhiên, tôi biết rất ít về việc ông ấy đến từ đâu, liệu ông có liên quan đến bất kỳ dòng truyền thừa nào còn tồn tại hay không, ảnh hưởng của ông hay bất kỳ lời nói, cuộc phỏng vấn thực tế nào của chính Thích Minh Tuệ. Có ai ở đây quen thuộc hơn với ông ấy hoặc bất kỳ thông tin nào trong số này không? Tôi thực sự tò mò về ông ấy và cách tu tập của ông ấy. Nhưng tiếng Việt của tôi thì tệ một cách đáng xấu hổ và Google dịch thì không thể dịch tốt nhất về nhiều điểm. Mọi thông tin đều được đánh giá cao. Cảm ơn các bạn. Và chúng ta hãy cùng xem các câu trả lời và cảm nhận của những người nước ngoài về thầy Minh Tuệ nhé. Vâng, gia đình tôi xem tin tức về ông ấy hàng ngày. Ngài là một bậc chân tu thực sự, theo sát bước chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành 13 pháp tu khổ hạnh. Không có nhiều nhà sư trên thế giới có thể làm được điều đó như ngài. 13 hạnh đầu đà. Thứ nhất, chỉ mặc y làm từ rẻ, vải, quần áo bỏ đi, không có giày hoặc bất kỳ phụ kiện nào. Thứ hai, suốt đời chỉ mặc 3 y sau khi xuất gia. Thứ ba, chỉ sống bằng đồ ăn khất thực. Trong trường hợp của ông chỉ chấp nhận đồ ăn chay, vì Việt Nam hiện đại có rất nhiều lựa chọn ăn chay, không giống như Ấn Độ cổ đại. Thứ tư, chỉ ăn một bữa trong ngày và trước buổi trưa. Thứ năm, không ăn quá nhiều. Thứ sáu, không bao giờ giữ tiền. Thứ bảy, sống ẩn dật. Thứ tám, sống ngủ trong tư thế ngồi hoa sen dưới gốc cây không có mái che. Thứ chín, sống ngủ trong tư thế ngồi hoa sen trong nghĩa trang. Thứ mười, sống ở ngoài trời. 11, không bao giờ ở một nơi cố định, lang thang cho đến chết. 12, ngủ trong tư thế ngồi, không bao giờ nằm. 13, chỉ dùng bình bát để đựng thức ăn, không dùng thêm đĩa bát. Ông ấy đã dùng nồi cơm điện bỏ đi làm bình bát. Không có nhiều tu sĩ có thể làm được điều này lâu dài trong thời đại hiện nay.
Thích Minh Tuệ đã làm điều này được 6 đến 7 năm rồi và bây giờ mới được các YouTuber và vlogger chú ý đến. Ông ấy không bao giờ tỏ ra trịnh thượng và luôn cực kỳ khiêm tốn với người khác, không bao giờ khoe khoang và không thuyết giáo. Mặc dù ông ấy sẽ trả lời các câu hỏi về Phật giáo, thực hành Phật giáo, các câu hỏi về nghiệp báo nếu mọi người hỏi ông ấy. Nhiều tu sĩ hư hỏng ở Việt Nam không thích ông ấy vì ông đã làm đúng những gì Đức Phật đã làm hồi đó, không chùa lớn, không tiền bạc, khiêm tốn và từ bi. Họ không thể chịu đựng được điều đó. Nhiều Phật tử hay chỉ là những người bình thường đã ngưỡng mộ ông đến nỗi họ theo ông từ tỉnh này sang tỉnh khác. Thật cảm động khi có những người như thế này vẫn tồn tại. Vâng, bố tôi gọi ông là chân tu thực sự vì ông dường như không lấy tiền, ngủ bên ngoài và không bao giờ ở trong nhà. Và những sư giả ở chùa lớn thì lại coi thường ông ấy. Hãy để tôi nhờ ai đó giúp bạn tìm thông tin về ông ấy nếu họ có thể. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi người ta coi khất sĩ là nhà sư thực sự và các nhà sư ở chùa, tu viện là những kẻ lừa đảo đang cố lấy tiền của bạn. Đó chỉ là một cuộc kiểm tra độ tinh khiết kỳ lạ. Giống như khi người da trắng khoe khoang về việc thiền sư của họ thiền bao nhiêu giờ mỗi ngày và điều đó khiến họ trở thành một tu sĩ thực sự, chứ không giống như những tu sĩ giả mạo học tập và làm bậy. Những lời thực tế tôi đã nghe từ một học viên. Bố tôi cũng ghét tôn giáo có tổ chức, không bao giờ đi chùa cùng chúng tôi mà chỉ tu hành khá nghiêm túc. Điều hợp lý là có rất nhiều người không tin tưởng vào các tu viện, nhưng đó cũng là công việc giáo pháp quan trọng, có thể truyền tải đạo Phật nhiều hơn. Các tu sĩ khổ hạnh là những người kiên định và cần được khen ngợi vì điều đó, vì họ đang thực hiện kiểu tu tập khó khăn nhất. Nhưng suy cho cùng, nó là một trong 84.000 pháp môn. Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ các bạn có thể tạo nên nhiều danh tiếng cho nhà sư này vì không tin tưởng vào tôn giáo có tổ chức và say mê cách tiếp cận đơn độc của chủ nghĩa khổ hạnh rất nghiêm túc, có vẻ trong sáng hơn. Những người chỉ trích ủng hộ chủ nghĩa tu viện mang tính thể chế hơn và một số tổ chức có tổ chức hơn có thể cảm thấy bị đe dọa. Nhưng tôi nghĩ đó hầu hết chỉ là dự đoán từ những người chống tôn giáo có tổ chức đang cố gắng đưa ra một câu chuyện rằng tất cả các tổ chức tu viện đều có xu hướng tham nhũng. Và đó có lẽ là một phần của một vấn đề lớn hơn mà người Việt nghĩ rằng tất cả các thể chế, mọi thời kỳ đều có xu hướng tham nhũng. Ông ấy là một trong những người được gọi là khất sĩ, là những tu sĩ nguyên thủy, đại thừa, tuân theo 13 hạnh Đầu Đà, như đã đề cập. Khi họ có tu viện, khu sinh sống của họ là khu rừng phía sau pháp đường, thay vì có những căn phòng thực sự. Nhưng có một số khất sĩ lại là khất sĩ lang thang như vị sư này. Điều quan trọng cần lưu ý là vị sư này không phải là một vị thầy pháp và không tự nhận mình là một vị sư. Ông ấy chỉ là một tu sĩ, thực hành và nghiên cứu pháp thông qua 13 hạnh Đầu Đà. Vì vậy, thật đáng khen ngợi người tu sĩ. Nhưng tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về việc xác minh dòng truyền thừa ở đây, bởi vì không có gì vượt ngoài nguyên thủy. Sau khi suy ngẫm kỹ hơn, tôi tin chắc rằng đây thực sự là Phật. Và khi nhà sư này giảng đạo, họ tập trung vào việc thực hành đức hạnh, chứ không phải vào bất kỳ vấn đề về pháp lý hay nghiên cứu kinh điển phức tạp nào, chỉ là đạo đức cơ bản và lối sống đạo đức. Anh ấy là thành viên của một giáo phái mang tên Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, Phật Giáo Khất Sĩ. Được thành lập bởi Thích Minh Đăng Quang, người muốn tạo ra truyền thống Phật giáo nguyên thủy bằng cách đi chân trần và khất thực. Tôi nhớ đã từng đọc về khất sĩ trên diễn đàn này. Tôi thực sự nghĩ đó là một bài đăng, bình luận do bạn đưa ra, nhưng tôi chưa bao giờ đọc nhiều về nó. Thật thú vị khi tìm hiểu về cả ông Minh Tuệ và truyền thống khất sĩ. Tôi đã tìm kiếm ông ấy trên YouTube, điều này thật hấp dẫn, cảm ơn. Thật đáng ngưỡng mộ khi ông ấy đang thực hành các khổ hạnh. Tôi sẽ quan tâm nếu có bất kỳ bài nói chuyện nào của ông ấy được phiên âm sang tiếng Anh. Cảm ơn bạn. Ngay như một tu sĩ nguyên thủy chân thật. Đoạn video bằng tiếng Việt và dường như chỉ chiếu cảnh mọi người vây quanh nhà sư, hầu hết đều chĩa điện thoại vào ông. Có ai có thể thêm một số bối cảnh không? Vị sư thu hút nhiều người bởi vì ông thực hành chứ không chỉ nói về việc tu khổ hạnh, tức là không lấy tiền hay quà mà chỉ ăn uống đủ no. Ông ấy bị đấm vào mặt một hoặc hai lần vì mọi người nghĩ ông ấy là kẻ ăn xin. Ông ấy ngủ ở nghĩa trang, ông đã làm việc này được 6 năm rồi, đi khắp Việt Nam 4 lần. Ông ấy là một người đàn ông bình thường, không thuộc bất kỳ ngôi chùa Phật giáo nào, không phải là một giáo viên và luôn coi mình là con của tất cả những người mà ông ấy nói chuyện. Ông ấy chỉ đang cố gắng tìm hiểu thêm về Phật giáo và giải thoát bản thân. Ông ấy không nhận đảnh lễ vì ông nói rằng ông chưa đạt được giác ngộ và ông ngoảnh mặt đi khi mọi người lại ông ấy. Cho đến nay, ông ấy đã thu hút được những người tốt và những người mờ ám. Một số người có ấn tượng sâu sắc với ông ấy như một người bạn cũ,
còn một số người lại bị thu hút bởi sự mới lạ. Ông ta là một kẻ lừa đảo. Hiệp hội Phật giáo Việt Nam xác nhận rằng ông không có hồ sơ xuất gia, cũng như không liên kết với bất kỳ ngôi chùa Phật giáo nào, nên ông không thể được xuất gia hoặc được cấp giấy chứng nhận xuất gia chính thức. Đừng yêu kẻ lừa đảo chỉ vì ông ta hành động điên rồ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ là một tổ chức, một nhóm tu sĩ. Nó không có thẩm quyền xác nhận một người có phải là tu sĩ hay không. Nó chỉ có thể xác nhận xem ai đó có phải là thành viên của nó hay không. Có rất nhiều hiệp hội trên thế giới. Theo logic của bạn, một số tu sĩ từ Tây Tạng, tất nhiên không phải là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không phải là tu sĩ chân chính à? Vâng, đó là những ý kiến của bạn bè quốc tế. Đứng trước một tu sĩ chân chính, ai ai cũng cảm thấy thán phục. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Một số người khoác lên mình bộ áo nâu giản dị chưa chắc đã là một thầy tu chính hiệu. Bởi xã hội ngày nay, muốn mặc gì mà chẳng được. Chỉ cần bạn thích, ra chợ, chọn một sấp vải mang ra tiệm may là đã có một chiếc manh áo nâu sồng. Thêm vào đó, chỉ cần tỉa lại mái tóc cho gọn gàng là sẽ có ngay hình tướng của một người tu. Tuy nhiên, những bậc chân tu chân chính buông bỏ tất cả, một lòng hướng về Phật Pháp như ông Minh Tuệ thì thật là hiếm có. Và tự nhiên khiến chúng ta muốn cúi đầu trước một vị tu sĩ chân chính, từ bi và trí tuệ. Các bạn thấy như thế nào về video này? Hãy comment bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.